kính chào quý khán giả đang đến với chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hành vi giả danh cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng diễn ra ngày càng phổ biến với nhiều tính chất, mức độ khác nhau. Phương thức, thủ đoạn giả danh công an, quân đội của những đối tượng này rất đa dạng, từ đơn giản đến phức tạp như thông qua mạng viễn thông, gọi điện, nhắn tin, qua mạng xã hội, Facebook, Zalo, tự giới thiệu là cán bộ quân đội để đưa thông tin giả để lừa đảo. Hầu hết thủ đoạn chủ yếu của những đối tượng này là lợi dụng hình ảnh uy tín của quân đội để tạo dựng lòng tin, lừa đảo người bị hại. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh có văn bản thông báo số 3602 cho biết thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã xảy ra vụ việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo thông tin do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cung cấp, thì vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, tại ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, đã xảy ra một vụ việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện đặt hàng. Diễn biến vụ việc: khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2023, một người tên Bình tự xưng là cán bộ phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điện thoại cho chị T là chủ cửa hàng bán chả lụa MT ở ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, đặt mua 15 kg chả lụa. Tiếp theo, tên Bình nhờ mua hộ 200 ổ bánh mì và xin số tài khoản của chị T và đã chuyển khoản cho chị T số tiền là 600.000 đồng. Sau đó, Bình nói với chị T mua hộ thêm thịt hộp tại tiệm của ông C và nhờ chuyển vào tài khoản của ông C số tiền là 6 triệu đồng, số tài khoản do Bình cung cấp. Hẹn khi nào giao chả lụa thì Bình sẽ trả chị T tiền chả lụa và số tiền thịt hộp. Nhưng khi chị T chuyển tiền phát hiện tên tài khoản là MTK nên thấy nghi vấn. Vì vậy, đã điện thoại cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xác minh Bình có phải là cán bộ phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hay không. Qua thông tin hình ảnh của chị T cung cấp thì tên Bình không phải là cán bộ phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Do vậy, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên chưa thực hiện được. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử cán bộ làm việc trực tiếp với chủ cửa hàng trên, xác minh vụ việc là có thật. Từ thông tin hình ảnh của chị T cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định người tự xưng tên Bình có tài khoản Zalo là Quốc Bình đã đặt hàng với chiêu trò lừa đảo như trên không phải là cán bộ phòng hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thông báo cho nhân dân các cơ sở kinh doanh buôn bán trên địa bàn tỉnh nắm, cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo làm ảnh hưởng đến uy tín chung của quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. Các hành vi thủ đoạn mạo danh cán bộ lực lượng vũ trang kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý theo quy định. Quy định pháp luật về xử lý hành vi giả danh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? Vấn đề này chúng tôi có cuộc trao đổi cùng luật sư Phan Văn Vĩnh, văn phòng luật sư Phan Vĩnh, đoàn luật sư Tây Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo quy định tại khoản 3 điều 3 nghị định số 82 năm 2016 của chính phủ đó, quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân đội nhân dân Việt Nam thì có quy định như sau: nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàn trữ, trao đổi, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của quân đội nhân dân Việt Nam. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm về hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thì như vậy rõ ràng chúng ta biết rằng cái việc sử dụng những cái trang phục của quân đội đó thì có thể bị hai chế tài. Thứ nhất là xử lý về hành chính, thứ hai là xử lý về hình sự. Với hai cái mức độ phạm tội có thể khác nhau là có hoặc không có cái mục đích để chiếm đoạt tài sản của người khác. Thì về mặt xử lý hành chính, căn cứ vào khoản 1 điều 20 nghị định 144 năm 2021 thì người có hành vi giả danh sĩ quan quân đội nhưng không nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với những hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc là giấy chứng minh của quân đội nhân dân Việt Nam. Và theo điều 20
quy định về vi phạm về quản lý sử dụng trang phục cấp hiệu phù hiệu, giấy chứng minh công an nhân dân hoặc là giấy tờ dành riêng cho lực lượng công an nhân dân hay là quân đội nhân dân Việt Nam ấy, thì với những hành vi đó đều phải xử phạt với cái phạt tiền thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là 1.500.000 đồng. Tuy nhiên về mặt xử lý hình sự ấy, thì căn cứ vào điều 339 Bộ luật hình sự về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác, thì người có hành vi giả danh sĩ quan quân đội tuy là không nhằm chiếm đoạt tài sản vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác được quy định tại khung hình phạt, cụ thể là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên mức độ nghiêm trọng hơn ấy, thì cái hành vi của cái người mà giả danh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo để chiếm đoạt tài sản ấy, thì về mặt hành chính, trong trường hợp chiếm đoạt số tiền dưới 2 triệu đồng, tức là theo quy định của Bộ luật hình sự ấy, chưa đến mức xử lý hình sự ấy, thì căn cứ vào điểm C khoảng 1 điều 15 của Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, thì người nào giả danh sĩ quan quân đội nhằm thực hiện cái hành vi lừa đảo thì sẽ bị xử phạt như sau. Thứ nhất là bị phạt tiền thấp nhất từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. Xin nói thêm, đây là cái hành vi bị chế tài ở cái khung cơ bản, tức là khung thấp nhất á. Thì cái việc mà xử phạt tiền thấp nhất từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với những người có hành vi sau đây là dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc đến thời điểm phải trả lại tài sản do vay, mượn, thuê hoặc chiếm đoạt của người khác, hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, trong đó có hợp đồng gian dối, mặc dù là có điều kiện, có khả năng nhưng cố tình không trả cho người chủ sở hữu đích thực. Ngoài ra thì người vi phạm cũng có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Còn đối với người nước ngoài mà vi phạm á, thì sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Đồng thời họ sẽ phải có những biện pháp khắc phục hậu quả như là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu những thiệt hại mà do họ gây ra. Còn về mặt hình sự á, căn cứ điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đó, thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nó sẽ có mấy khung hình phạt. Thứ nhất là khung cơ bản. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà vẫn còn tiếp tục vi phạm. Thứ hai là cái hành vi đó nó gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội của khu vực, của địa bàn nơi tội phạm xảy ra. Và ở cái khung tăng nặng thứ hai á, thì quy định phạm tội trong một các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Thứ nhất là có tính chất chuyên nghiệp. Thứ hai là chiếm đoạt tài sản có trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. Thứ ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc là lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức hay là giả danh danh nghĩa của cơ quan tổ chức. Ở đây trường hợp này nói đến là giả danh sĩ quan công an, sĩ quan bộ đội. Và ở cái mức cao nhất của khung hình phạt này, đó là có thể bị xử phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo các cái quy định của pháp luật có liên quan. Và cuối cùng thì người phạm tội giả danh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam để chiếm đoạt tài sản của người khác thì còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Quý khán giả thân mến, chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau.